về cơ bản thì mình thấy động cơ hoạt động như xe 67 thôi, con xe côn 67 từ ngày xưa thôi. Và xe này thì là ngồi, ê, em ngồi lên đây phát nào, ngồi lên đây. Xe này có ưu điểm, quay ngang em đưa các mẹ leo lên. Xe này có ưu điểm là chỉ chở gái là sướng thôi, bởi vì chở gái là nó sẽ lô tì này, vú của nó sẽ bắt đập vào người này, ngồi rất là thích luôn. Còn về cơ bản thì con xe này nếu mà không dành cho những bạn nào gọi là bán lợn, nếu mà chở lợn con xe này không chở được, chỉ được người thôi. Và về cơ bản thì là những bạn nào mà con gái mà ngồi sau xe này thì là nên kiếm cho bạn nào mặt mũi ra cái gì một tí. Còn mặt mũi này mà nhìn như con khỉ đột mà nhìn như khỉ ăn cắp quản thì tốt nhất chúng ta không nên cho ngồi cùng con xe này. Và cái con xe này về ưu điểm thì là mình thấy có một cái là ngồi đây, ngồi chim ý, nó cứ tì vào đây này, đi lâu nó rất là nóng. Thì đấy, nếu bạn nào mà đi xe xa con này thì chúng ta phải lót một cái vải vào đây này, không chim nó tì vào đây này. Và con này đi vào chỗ sóc thì là dập luôn, đảm bảo đi rồi. Còn về các bạn, nếu mà chúng ta đi xe này thì những bạn đi phượt các bạn hay đi, nhưng theo quan điểm của mình đi phượt chúng ta đi xe số bình thường thôi. Các bạn hình dung cái xe này đi sập để phát thì đau lắm. Tốt nhất mà con gái đi con xe này thì là mà con này ngồi thì khá là mỏi tay này, mà lúc nào mỏi quá là mấy đứa con gái ngồi sau này lái thẳng lên này, lướt lên lái như này này, đấy kiểu gì là cứ chịu vú vào luôn đó. Còn về cơ bản mình thấy nó đi không sướng bằng con SH của mình, bởi vì con SH của mình là nó không cần phải dám côn kiếp số xiếc gì cả, mà đi con này số xiếc rất là lòng hoàng. À, nếu bạn nào mà có ý định mà mua cái xe này thì mình một lời khuyên chân thành là tiền đó các bạn để đến cho mình gắn sức lực của hộ mình nhá. Xin chào cả nhà.